mọi người nha. Sáng hôm nay mình thăm lưới chín đâu được cũng 8 con cá lau kiến mọi người. Nhảy nè mọi người, thăm lưới dính mà mình gỡ lưới, xé lưới, lưới dính còn trong con cá nè. Thì hôm nay mình sẽ làm thịt mấy con cá này rồi mình dưới đây có xả mới đi hái về nè mọi người. Là mình sẽ làm món cá lau kiến hấp xả, rồi quay clip gọi cho mọi người xem thưởng thức cùng mình món cá lau kiến hấp xả tại quê nhà nha mọi người. Vài tiếng này ngang mọi người. Bây giờ mình tiến hành mình đem đi là lược xả nha. Nồi nước thì mình bắt cũng đã sôi rồi. Bây giờ mình để xả vô nha mọi người. Trời, cắt cộng cộng gì để vô cho thơm mọi người. Hết cá vô luôn. Thơm luôn mọi người ơi. Chín rồi nha mọi người, nước da nè. Chín rồi đó. Rồi bây giờ mình dọn ra dĩa mình ăn mọi người ơi. Xin chào mọi người nha. Mấy cái lau kiến mình được cũng đã chín hết nha mọi người. Thì chiều nói chung là làm công chuyện dọn đồ kém mình chưa có ăn được á. Bây giờ cũng tối rồi. Nên bắt đầu mình ăn nha mọi người. Nè mọi người. Đây là chén nước chấm nha mọi người, chén nước chấm đa năng nha, chấm hải sản, chấm gà, chấm gì cũng được. Mình làm chấm cá lau kiến luôn. Nè mọi người. Rồi, bây giờ bắt đầu thưởng thức.
cái lò kiến này mình ăn chịu khó mình lột da, lột cái dãy nghe mọi người.